Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Quân Hiệp TV. Và hôm nay mình lại chơi một trò chơi mới, mà trong đó mình có nhiệm vụ thu thập tiền vàng, nâng cấp tháp pháo để chiến đấu chống lại những con quái vật ở cấp độ khác nhau các bạn ạ. Không biết mình có thể hoàn thành tiêu diệt được các con quái vật ở các cấp độ, các level khác không, thì các bạn cùng đón chờ xem hết video nha. Và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha. Còn bây giờ thì cùng mình đi vào nâng cấp pháo đài và tiêu diệt con quái vật thôi nào. Các bạn ơi, đây này, mình đã mua được một khẩu đại pháo đây. Và nhìn kìa, những con quái vật màu đỏ các bạn ạ, đang tấn công những tháp pháo, pháo đài của mình. Bây giờ mình phải mua thêm. Ok, nào, đấy, lên nào, ngon. Ui, wow, các bạn ơi, chậm quá, không mua kịp. Gelete, ngay trận đầu tiên. Không sao, bây giờ chúng ta có thể kết hợp được nên các bạn ơi. Đấy, được một khẩu pháo level 2 luôn. Ok, uy lực nó một khác luôn. Và lên level 3 luôn. Wow, thế thì những con quái vật kia thì nhanh chóng bị tiêu diệt thôi. Tiếp tục nào các bạn ơi, lên nào, ok luôn. Rồi, ok, victory. Tiếp tục nào. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai khẩu đại pháo level 3 này lên xem sao. Lên nào, lên. Ôi, một khẩu đại pháo level 4 các bạn ơi, bắn tia laser luôn. Wow, chiu. Ok, nào, cố lên nào. Các bạn có thấy không, một khẩu pháo tia laser của mình quá khỏe luôn, tiêu diệt hết những con quái vật mặc quần áo màu đỏ luôn. Ôi, không ổn, củng cố thêm các bạn ơi. Nào, để phụ. Nào, đi ra đây, level 2 rồi. Tiếp tục củng cố đây các bạn ơi. Ôi, lên nào. Ok, bây giờ một khẩu pháo level 3 và một khẩu pháo level 4 các bạn ạ. Bắn đi. Ok, victory. Màn tiếp theo nào các bạn ơi. Nào, những con quái vật kia tấn công đi, thì ta sẽ tiêu diệt hết. Ok, đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình chỉ cần một khẩu pháo level 3 và một khẩu pháo level 4 là có thể tiêu diệt hết cái màn này cho mà xem. Các bạn nhìn đây. Ôi, rồi, tiêu diệt đi. Siêu. Ok luôn, bắn tia laser luôn. Ấy, đấy, ok, con dê. Nào, đúng rồi. Ok luôn, chiến thắng. Wow, các bạn ơi, nhìn này. Ôi, wow. Một con quái vật siêu to khổng lồ, nhưng mà khẩu pháo của mình đã tiêu diệt rồi. Chiến thắng đây này. Tiếp tục các bạn ơi. Nào, xem nào. Lần này. Ôi, nhìn này, những con quái vật lần này là mặc quần áo màu xanh lét luôn. Chuyển rồi, lúc nãy là màu đỏ, bây giờ là màu xanh các bạn ạ. Ôi, màu xanh nó khỏe hơn màu đỏ. Đấy, ui, nó tấn công vậy. Mình phải củng cố thêm các bạn ơi, củng cố thêm súng. Lên nào, đấy, ok. Rồi, lên, nào, lên. Hai khẩu level 4 luôn. Ui, hai khẩu tia laser level 4 tiêu diệt đi, cố lên nào. Ôi, đấy. Ôi, những con quái vật kia đi đến những con quái vật màu xanh kia, tiêu diệt hết chúng đi. Rồi, ok luôn, là chiến thắng. Tiếp tục các bạn ơi. Nào, xem nào, lần này, wow các bạn ạ, vẫn là những con quái vật mặc quần áo màu xanh tấn công. Nào, mình sẽ ngồi đây, mình xem những khẩu pháo của mình tiêu diệt đây này. Nào, các bạn đừng quên like cho mình nha. Ok, cố gắng lên nào. Những khẩu pháo tia laser, bây giờ mình đã nhìn thấy các bạn ơi, hai khẩu pháo level 4 kết hợp lên. Wow, một khẩu pháo level 5 bắn đi. Ui, không được các bạn ơi. Wow, không ổn. Rồi, tấn công đi. Ôi, không các bạn ơi. Gelete thất bại rồi. Không sao, mình sẽ làm lại các bạn ơi. Cố gắng nào, bây giờ thì mình sẽ củng cố thêm những khẩu pháo đi. Nào, ok, để mà đợi những con quái vật màu xanh kia sang tấn công là bắn thôi. Ok, đấy rồi. Ồ, rồi, nên nào, nên. Ui, chưa đủ, đây rồi.
rồi, 2, 3, lên hầu, lên 4 nào. Ui, hai khẩu pháo level 5 luôn. Rồi, ui dồi ôi, bắn bùm 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 luôn. Ghê lóa luôn, ok ok. Nào, nào, bắn đi. Thế thì mình đã chiến thắng thôi. Ok, rồi, rồi, bùm 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 bùm. Bắn, bắn, bắn. Yeah, yeah, yeah. Tiếp con nhà bạn tục các bạn nhá. Đấy, ok, cũng có thêm nào. Rồi, đầy nữa. Nào, lên đi. Oh, các bạn ạ, đợt này thì vẫn là đợt tấn công của con quái vật mặc áo màu xanh. Mình sẽ kết hợp hai khẩu level 5 lên. Lên, được một khẩu level 6 các bạn ơi. Wow, khẩu level 6 bắn bùm 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 bùm. Quá nhanh luôn các bạn ạ. Wow, wow, ghê đấy, ghê đấy. Rồi, 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 thế thì, lại chiến thắng nữa cho mà xem. Ok, còn có thêm các bạn ơi, không chủ quan nữa các bạn ạ. Nhỡ thua thì vỡ hết mồm. Ok, nào, tiếp tục, ok, lên nào. Rồi, 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 ok, chiến thắng. Rồi, 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 cùng có thêm. Đấy, sau mỗi màn thì mình lại được một số tiền vàng thì mình lại mua súng và mua tháp pháo rồi nâng cấp chúng lên để mà tiêu diệt các bạn ạ. Lên đấy, ok ok luôn, ok ok luôn, ok là ok là lên nào, một khẩu 5 và một khẩu 6 bắn bùm bùm là bắn bùm bùm. Ok, wow wow, khẩu đại pháo level 5 của mình bắn lỗ bùm mát, còn khẩu đại pháo level 6 bắn tèng tèng liên thanh luôn. Rồi ghê đấy. Rồi thế thì lại chiến thắng. Cố lên nào, cố lên nào. Ưa 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 ưa. Đấy, victory. Wow, lại tấn công các bạn ơi, nhìn này, con quái vật siêu to khổng lồ mặc con áo màu xanh này. Cố lên. Ôi, lâu bị thua rồi. Không sao các bạn ơi, cùng cố thêm nào. Đấy, cùng cố thêm, ok luôn. Người khổng lồ các bạn ạ, đã biến mất rồi. Bây giờ cử ra những người nhỏ con thì mình chiến thắng thôi. Còn người khổng lồ có sức mạnh phi thường thì làm sao mình có thể chiến thắng được khi không có tiền để củng cố tháp pháo các bạn. Ok, đấy, khi mình có tiền thì mình lại củng cố tháp pháo lên các bạn ơi. Tháp pháo của mình bắn bèng bèng, những con quái vật nhỏ con bị tiêu diệt thôi. Nào, thấy chưa, victory. Ôi các bạn ơi, wow, sau khi tiêu diệt những con quái vật con thì quái vật siêu to khổng lồ xuất hiện và mình đã tiêu diệt được quái vật siêu to khổng lồ rồi. Ok, tiếp tục nào, cùng cố lên. Ok, 2 này, 3 này, được rồi. Nào, tấn công đi những con quái vật. Ôi, lần này các bạn ơi, tấn công là những con quái vật mặc bộ quần áo màu lâu luôn. Wow, màu này thì lại khỏe hơn màu lúc nãy màu xanh các bạn ạ. Wow, màu đỏ yếu này, xong đến màu xanh khỏe này, xong bây giờ là màu lâu, không biết lần sau là màu gì các bạn nhỉ. Đúng rồi, càng level cao thì những con quái vật này càng khỏe các bạn ạ. Rồi, thì thế thì chúng ta phải củng cố thêm. Nào, cố lên, tiêu diệt đi. Ok, victory. Tiếp tục đợt tấn công của những con quái vật và nâng cấp những pháo đài để tiêu diệt chúng nào. Nào, nè, ok luôn. Ba đâu, không có ba các bạn ạ. Có, mình bây giờ hiện tại có một khẩu pháo level 3, một khẩu pháo level 4, một khẩu pháo level 5 và một khẩu pháo level 6 các bạn ơi. Liệu mình có thể qua được cái màn này không các bạn nhở? Rồi, cùng theo dõi nha. Nào, ok, cổ vũ mình nào. Cố lên nào. Đúng rồi, tiêu diệt đi. Đúng rồi, ok các bạn ơi. Cố lên nào. Cố lên, tiêu diệt đi. Rồi, victory. Tiếp tục các bạn ơi. Phải củng cố thêm. Nào, củng cố thêm, bắn cho nó nhanh các bạn ạ. Ok luôn. 3 này, 4 nè. Rồi, lên nào. Lên, ok, lên. Tèng, củng cố lên. Đấy, mình có tiền, mình phải củng cố thêm để mà bắn cho nó nhanh các bạn ạ. Ok luôn. Rồi, mấy con quái vật nhỏ con này thì chấp cái gì các bạn ơi, nhanh chóng bị tiêu diệt thôi. Ok. Cố lên. Đấy, lỗ bùm
bùng bùng. Wow, các bạn ơi, xuất hiện này. Ôi ôi, cũng có thêm. Ôi, sao khỏe quá các bạn ơi. Cũng có. Wow, mày tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, vừa rồi thì mình đi kiếm tiền và nâng cấp những tháp pháo lên, tiêu diệt những đợt tấn công của con quái vật các màn khác nhau, và mình hoàn thành rồi. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.